4.000 bác sĩ tình nguyện viên y tế hiện là lực lượng của mạng lưới thầy thuốc đồng hành, với nhiệm vụ cao cả là cùng lực lượng y tế tuyến cơ sở tư vấn điều trị từ xa cho các bệnh nhân F0 tại nhà. 400 cuộc gọi đến với khoảng 6.000 cuộc gọi đi mỗi ngày thông qua tổng đài 024-1022 nhánh số 3 đang là cầu nối giữa lực lượng y tế với các bệnh nhân nhằm giảm áp lực cho ngành y tế, đồng thời đồng hành với các F0 để họ yên tâm điều trị tại nhà. Như thường lệ, chỉ trong một buổi sáng, bác sĩ Giang nhận được hàng chục cuộc gọi của người dân. Đồng thời, chị cũng chủ động thăm hỏi sức khỏe và tư vấn các trường hợp F0 đang điều trị và giám sát tại nhà. Tôi nhận được rất nhiều cuộc điện thoại về các nội dung liên quan đến việc phòng chống dịch COVID. Hiện tại thì rất là nhiều cuộc gọi về thắc mắc, về xoay quanh các vấn đề về tiêm vaccine, về an sinh xã hội, về phòng tránh, về cách điều trị, về cách nhận biết mắc bệnh. Sau khi người dân tại Hà Nội liên hệ với tổng đài 024-1022, toàn bộ thông tin sẽ được mã hóa và chuyển cho các bác sĩ phụ trách mà mạng lưới thầy thuốc đồng hành đã theo khu vực. Các bác sĩ sẽ tiến hành gọi điện thoại khảo sát và phân loại theo 5 nhóm yếu tố nguy cơ. Đặc biệt là sau khi nắm bắt thông tin, các bác sĩ sẽ ngay lập tức thông báo ngay cho y tế phường khi F0 có dấu hiệu nặng hơn. Cái cách phối hợp giữa mạng lưới thầy thuốc đồng hành và y tế địa phương đến thời điểm này theo mình là khá nhịp nhàng, và cũng nhờ vậy thì nhiều bệnh nhân có nguy cơ cao, nguy hiểm về tính mạng thì đã được cả hai bên phối hợp và đưa bệnh nhân vào viện và được cấp cứu kịp thời. Theo sự phân công của ngành y tế, các bác sĩ của mạng lưới thầy thuốc đồng hành sẽ gọi cho F0 liên tục trong vòng 10 ngày, tư vấn điều trị từ xa cho các bệnh nhân, đồng thời trả lời thắc mắc của các F0 khi gọi đến. Sau lời kêu gọi của Sở Y tế Hà Nội, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội, hiện mạng lưới đã tập hợp được 4.000 bác sĩ, trong đó có 1.200 thầy thuốc trực tiếp tham gia vào tổng đài 1022. Số lượng còn lại hiện trong tinh thần sẵn sàng khi được nhận điều động. Trong gian khó thì mới tỏ tấm lòng, và trong khó khăn thì cái sức trẻ và tinh thần thanh niên càng được phát huy. Và thực tế thì trong 2 năm qua, khi mà thủ đô bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thì thanh niên thủ đô luôn phát huy tốt cái vai trò tình nguyện của mình, và những hoạt động chúng tôi thì cũng đã góp phần nhỏ thiết thực để cùng với thành phố và hệ thống chính trị của thủ đô đẩy lùi dịch bệnh và đảm bảo cho an toàn cho cuộc sống người dân và bình yên cho thủ đô Hà Nội. Hiện Hà Nội có hơn 27.000 F0 đang điều trị tại nhà. Việc vận hành mạng lưới thầy thuốc đồng hành đang mang tới cho các bệnh nhân cơ hội được tiếp cận với sự tham vấn y tế nhanh nhất. Thời gian qua có nhiều bệnh nhân đã không nhấc máy khi nhận được cuộc gọi từ tổng đài 024-1022. Nếu là F0, hãy hợp tác và nhấc máy để bạn được chăm sóc sức khỏe từ xa tốt nhất khi đang điều trị tại nhà. Du lịch đang dần hồi sinh, việc bắt đầu mở cửa đón khách quốc tế đến Việt Nam theo chương trình hộ chiếu vaccine là những tin vui của ngành du lịch để bắt đầu bước sang năm 2022 sau thời gian dịch bệnh gây ảnh hưởng nặng nề. Trong khi việc đón khách quốc tế vẫn đang trong giai đoạn thí điểm, thì phát triển thị trường du lịch nội địa vẫn được cho là giải pháp căn cơ để phục hồi ngành công nghiệp không khói trong năm 2022. Là một trong năm địa phương được chọn để thí điểm đón khách quốc tế. Tuy nhiên, Đà Nẵng gần như bỏ qua giai đoạn 1 vì không thể thực hiện được và bước sang giai đoạn 2 của chương trình thí điểm đón khách quốc tế. Những thỏa thuận song phương với các thị trường khách trọng điểm như Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Nga vẫn chưa đạt được như kỳ vọng ban đầu bởi tác động xấu của dịch bệnh. Dự kiến phải đến quý 1 năm 2022, Đà Nẵng mới có thể đón khách có hộ chiếu vaccine. Chúng tôi cũng gặp một số những cái vướng mắc. Đó là cái việc hiện nay thì do cái biến chủng mới của dịch COVID-19, biến chủng Omicron, thành ra là các cái công ty lữ hành và đặc biệt là du khách quốc tế, người ta cũng đã có những cái thay đổi về cái lịch trình cũng như là cái việc điều chỉnh lại cái kế hoạch tham quan du lịch của họ. Còn ở thị trường nội địa, ngay dịp Tết Dương lịch 2022, nhiều điểm đến trên cả nước như Hội An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Quốc, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh đã thu hút khá đông khách nội địa. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến khó lường, thì việc phát triển thị trường du lịch nội địa được các địa phương chú trọng thực hiện với nhiều giải pháp để tạo ra cú hích giúp ngành du lịch phục hồi trong năm 2022. Tranh thủ thời gian vừa qua để mà trùng tu các cái di tích, bổ sung thêm các cái sản phẩm mới, rồi đầu tư để nâng cấp các cơ sở lưu trú, làm tăng cái giá trị của cái dịch vụ. Và hiện nay thì chính quyền của Hội An cũng như khối doanh nghiệp và bà con cũng đã sẵn sàng mọi điều kiện theo tinh thần của tỉnh và của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và của Chính phủ để mà thích ứng an toàn, linh hoạt và
sẵn sàng mọi cái điều kiện để mở cửa phục vụ đón khách du lịch nội địa và du khách quốc tế. Tạo dựng hành lang xanh trong du lịch để thúc đẩy liên kết các điểm đến an toàn giữa các địa phương được coi là một trong những giải pháp để du lịch thích ứng linh hoạt. Cùng với sự thống nhất trong các quy định phòng dịch giữa các địa phương sẽ khiến cho việc di chuyển của du khách được thuận lợi hơn trong hoạt động du lịch. Cái quan trọng ở đây là chúng ta phải tạo ra được một cái hành lang xanh để cho những chương trình du lịch xanh nó kết nối với ở các điểm xanh. Tức là với tình hình dịch như thế này thì trong một thành phố thì có thể có nhiều điểm xanh, nhiều điểm vàng hoặc là có những điểm đỏ. Thì bây giờ làm thế nào để chúng ta kết nối các điểm xanh lại với nhau để đảm bảo an toàn? Nhưng chúng ta lại phải lường trước được là điểm đang xanh nó chuyển thành đỏ, thành vàng thì làm thế nào? Thì có nghĩa rằng là cái câu chuyện bây giờ phải linh hoạt thích ứng mới là cái vấn đề. Mà lúc đó thì nó liên quan đến cái vấn đề chúng ta là điều hành cái tour du lịch nó như thế nào và tổ chức hoạt động du lịch như thế nào để có thể thích ứng. Ngay sau khi nghị quyết 128 của chính phủ được ban hành, ngành du lịch Việt Nam sớm có kế hoạch khởi động lại. Cùng với việc mở cửa đón khách quốc tế có hộ chiếu vaccine, thì việc phục hồi đà tăng trưởng đang được các địa phương tích cực triển khai, bắt đầu từ thị trường du lịch nội địa. Việc thống nhất các tiêu chí an toàn tạo hành lang di chuyển thuận lợi cho du khách giữa các điểm đến trong cả nước vẫn được coi là giải pháp căn cơ để du lịch phục hồi trong thời gian tới. Thưa quý vị, thảo luận trực tuyến về dự thảo nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội diễn ra sáng nay. Các đại biểu đề nghị chương trình tập trung đầu tư cho người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng từ dịch COVID-19 để sớm trở lại cuộc sống bình thường. Cho rằng nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội là sự gửi gắm của người dân doanh nghiệp vào một tương lai tốt đẹp hơn sau dịch. Các đại biểu đề nghị chương trình cần cụ thể hóa nội dung cũng như ràng buộc trách nhiệm khi triển khai thực hiện, nhất là trong bối cảnh sử dụng đến 346.000 tỷ đồng cho chương trình phục hồi và phát triển nền kinh tế. Đặc biệt, đầu ra cho chương trình cần chỉ rõ địa chỉ, định lượng cụ thể. Tôi cho rằng cần tập trung vào hai lĩnh vực cụ thể, đó là những ngành nghề bị tác động nhiều nhất bởi dịch bệnh và thứ hai là những ngành nghề mà có ý nghĩa thúc đẩy tăng trưởng quan trọng nhất. Và trên cơ sở đó thì cần rà soát, chúng ta không chấp nhận bộ chi, không chấp nhận đi vay để đầu tư cho những mục tiêu chưa thực sự cấp bách. Cho rằng đây là chính sách chưa từng có trong tiền lệ, đi vào cụ thể, các đại biểu đề nghị chương trình phục hồi cần tập trung cho nhóm đối tượng trực tiếp bị ảnh hưởng từ dịch COVID-19, cũng như lĩnh vực đang cần phải đầu tư vì cuộc sống, sức khỏe của người dân. Kiến nghị tăng gói kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà trọ và đề nghị là áp dụng cả với lao động chính thức và lao động ở khu vực phi chính thức. Hiện nay thì dự thảo đang đề xuất dành cả khu vực dành khoảng 6,6 nghìn tỷ và chỉ dành cho khu vực lao động chính thức là chưa phù hợp. Hai là kiến nghị dành khoản kinh phí thỏa đáng để hỗ trợ tiền thuê nhà trọ để hỗ trợ tiền xây dựng nhà ở cho công nhân. Và ba là kiến nghị dành một khoản kinh phí phù hợp để hỗ trợ tiền xét nghiệm, tiền đi lại, hỗ trợ tư vấn việc làm khi người lao động quay trở lại làm việc. Đề nghị tiếp tục miễn giảm thuế lệ phí là phù hợp, góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp tái hoạt động, giải quyết việc làm cho lao động, kích thích nhu cầu phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh là cần thiết để ổn định cho các doanh nghiệp trong trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, đề nghị cần có quy định cụ thể áp dụng đối tượng nào là doanh nghiệp nào, hay điều tất cả các loại hình doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp FDI hay không. Kiến nghị chỉ tập trung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp có nhiều lao động, hợp tác xã, các doanh nghiệp có sức lan tỏa rộng nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp kích thích hoạt động, tăng vốn đầu tư, yên tâm sản xuất kinh doanh. Cũng tại phiên thảo luận trực tuyến, các đại biểu đề nghị chương trình hỗ trợ cần tập trung giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt trong phòng chống dịch COVID-19, bằng việc tăng cường năng lực của hệ thống y tế cơ sở, triển khai có hiệu quả đầu tư cho giáo dục thông qua chương trình máy tính cho em.